Ông Trump bất ngờ thay đổi ý định thừa nhận một sự thật về Ukraine. Người dân miền đông Ukraine lo sợ trước đà tiến công của quân đội Nga. Ukraine lên kế hoạch đẩy mạnh tấn công xuyên biên giới vào lãnh thổ Nga. Ông Trump nói châu Âu nên viện trợ nhiều hơn cho Ukraine. Quan chức Iran lên tiếng chế giễu cuộc tập kích bằng flycam của Israel. Xin kính chào quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Vừa rồi là những nội dung chính trong bản tin về chính trường thế giới, được chúng tôi liên tục cập nhật theo thời gian thực. Sau đây là phần tin chi tiết. Thưa quý vị, ông Trump đã đưa ra tuyên bố kêu gọi viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh gói viện trợ 60 tỷ đô la từ Mỹ đang được xem xét trở lại. Lời tuyên bố này gây nhiều ngạc nhiên vì trước đó ông Trump là người phản đối gay gắt việc viện trợ này cho Ukraine. Trong ngày 18 tháng 4, cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã kêu gọi châu Âu viện trợ nhiều hơn cho Ukraine. Tuyên bố của ông Trump được đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ thông báo sẽ bỏ phiếu về gói viện trợ quân sự hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine vào ngày 20 tháng 4. Truyền thông Mỹ cho biết trong đó có khoảng 23 tỷ đô la Mỹ được dùng để bù đắp số lượng vũ khí mà lầu năm góc đã rút từ kho dự trữ đã chuyển cho Ukraine. Ông Trump đã bình luận trên mạng xã hội ngày 18 tháng 4 rằng mọi người đều có quan điểm rằng sức mạnh và sự tồn vong của Ukraine quan trọng với châu Âu nhiều hơn, nhưng nó cũng quan trọng với chúng tôi, tức là nước Mỹ. Đây dường như là một trong những thừa nhận đầu tiên của cựu chủ nhân Nhà Trắng rằng sự tồn vong của Ukraine có tầm quan trọng đối với những lợi ích an ninh của Mỹ. Trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNN năm ngoái, ông đã từ chối trả lời câu hỏi liệu ông có mong muốn Ukraine giành chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga hay không. Ông Trump không công khai ủng hộ tiếp tục viện trợ cho Ukraine, nhưng ông ủng hộ cách tiếp cận của Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson đối với việc điều phối các cuộc thảo luận và bỏ phiếu về viện trợ Ukraine. Ông Trump nói thêm, Mỹ đã bỏ ra hơn 100 tỷ đô la Mỹ cho cuộc xung đột Ukraine nhiều hơn các quốc gia châu Âu Chúng tôi cách Ukraine cả đại dương, tại sao châu Âu không thể làm nhiều hơn để giúp đỡ một nước trong khu vực của họ? Theo truyền thông Mỹ, đây là lần đầu tiên ông Trump thừa nhận sự tồn vong của Ukraine là vấn đề quan trọng với lợi ích quốc gia Mỹ. Tuy vậy, cựu Tổng thống Mỹ vẫn không trực tiếp ủng hộ gói viện trợ bổ sung cho Kiev. Trong khi đó, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã lên tiếng chỉ trích các khoản viện trợ quân sự của Mỹ dành cho Ukraine. Quan chức Nga khẳng định đây là chiến lược thuộc địa của Washington và đem về cho Mỹ một khoản lợi nhuận đáng kể. Ông Peskov nói Ukraine đang chiến đấu để đem lại lợi nhuận cho Mỹ, cùng với đó là một khoản nợ khổng lồ. Một phần đáng kể những gói viện trợ quân sự mà Washington dành cho Kiev sẽ ở lại ngành công nghiệp quốc phòng Mỹ. Tuy nhiên, ông cũng nhấn mạnh rằng Ukraine không có chút lợi thế nào trên tiền tuyến và gói viện trợ bổ sung của Mỹ cũng không thể thay đổi điều này. Trong hơn 2 năm xung đột, Ukraine đã đối mặt với nhiều cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Nga, trong đó có mẫu UAV kiểu Shahed, được cho là do Iran sản xuất. Để đối phó, Ukraine phải dựa vào lưới phòng không chắp vá của mình, cùng số lượng hạn chế tổ hợp tên lửa do phương Tây chuyển giao, do lực lượng của Kiev tự vận hành. Hệ thống phòng thủ đó dường như không đủ giúp Ukraine đối phó các đòn tập kích ngày càng phức tạp của Nga. Vừa qua, nhà máy điện lớn nhất phục vụ khu vực Kiev đã bị phá hủy, sau cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV, hạ tầng năng lượng của Ukraine liên tục trở thành mục tiêu tập kích và hứng chịu thiệt hại lớn. Trước tình hình đó, Kiev nhiều lần đề nghị phương Tây cung cấp thêm hệ thống phòng không để đối phó với vũ khí Nga. Tuy nhiên, những lời khẩn cầu của lãnh đạo Ukraine chưa được đáp ứng. Mới đây, trong cuộc họp trên đảo Capri, Italia, các bộ trưởng G7 thừa nhận sự cần thiết phải trang bị thêm hệ thống phòng không cho Ukraine, đồng thời hoan nghênh sự góp mặt của Ngoại trưởng Ukraine Dmytro Kuleba trong cuộc họp lần này. Nhóm G7 bao gồm các đại diện của Italia, Canada, Pháp, Đức, Nhật Bản, Anh, Mỹ và Liên minh châu Âu đã nhiều lần lên tiếng chỉ trích Nga trong cuộc xung đột Nga-Ukraine kéo dài hơn 2 năm. Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, việc viện trợ cho Kiev đang có dấu hiệu chứng lại khi châu Âu dường như đã cạn kiệt nguồn đạn dược và Quốc hội Mỹ vẫn chưa nhất trí thông qua gói viện trợ quân sự trị giá hơn 61 tỷ đô la Mỹ. Chia sẻ với báo giới, Ngoại trưởng Kuleba cho biết, Ukraine đang thiếu các hệ thống phòng không quan trọng để chống lại các cuộc không kích của Nga, đồng thời bày tỏ mong muốn nhận được sự hỗ trợ của Mỹ và phương Tây trên phương diện này. Đáp lại lời kêu gọi của Ukraine, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg nói, Chúng tôi đã tổng hợp dữ liệu về các hệ thống phòng không khác nhau mà các quốc gia thành viên có trong NATO và tập trung vào các hệ thống Patriot. NATO đang làm việc với các đồng minh để đảm bảo rằng họ sẽ triển khai lại một số hệ thống của mình tới Ukraine. Thủ tướng Ukraine Denis Mihan cho biết, Kiev hiện đang tìm kiếm tối thiểu 7 hệ thống Patriot nhưng từ chối tiết lộ số lượng hệ thống Patriot mà Ukraine đang sở hữu. Ông cho biết các quan chức Mỹ đã đảm bảo với Ukraine rằng vũ khí sẽ được cung cấp trong vài tuần thay vì vài tháng, ngay sau khi Quốc hội thông qua gói viện trợ cho Kiev. Một vấn đề quan trọng khác đang được xem xét là làm thế nào để sử dụng lợi nhuận từ khối tài sản trị giá 300 tỷ đô la Mỹ của Nga đang bị đóng băng trong các ngân hàng châu Âu để giúp đỡ Ukraine. Trong bối cảnh Liên minh châu Âu, EU đang lo ngại về tính hợp pháp của hành động này. Ngoại trưởng Anh David Cameron nói Chúng tôi chắc chắn sẽ giải quyết được vấn đề này bằng các giải pháp linh hoạt. Hiện chúng tôi vẫn đang cố gắng đạt được sự đồng thuận. Ông Simihan cũng cho biết, ông đã thảo luận chi tiết với các quan chức Mỹ và G7 về cách sử dụng khối tài sản bị phong tỏa của Nga. Ngoại trưởng Kuleba cũng bày tỏ hy vọng sẽ nhận được những cam kết của Mỹ và phương Tây trong tuần này về việc cung cấp thêm hệ thống phòng không Patriot và SAMPT, cũng như ban hành các lệnh trừng phạt mới nhằm vào hoạt động sản xuất máy bay không người lái UAV của Iran đang được xuất khẩu sang Nga. Thưa quý vị, sau khi Hạ viện Mỹ thông báo tổ chức bỏ phiếu ngày 20 tháng 4 về loạt dự luật chi tiêu tổng trị giá hơn 100 tỷ đô la, trong đó có gói viện trợ quân sự hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine, cựu tổng thống Trump cho rằng châu Âu nên cung cấp nhiều tiền hơn cho Ukraine, bởi an nguy của Kiev quan trọng với họ hơn Mỹ. Cựu tổng thống Trump cho rằng châu Âu nên cung cấp nhiều tiền hơn cho Ukraine, bởi an nguy của Kiev quan trọng với họ hơn Mỹ. Cụ thể, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội chốt Social rằng mọi người đều đồng thuận rằng sức mạnh và sự tồn vong của Ukraine quan trọng với châu Âu hơn nhiều. Dù điều đó cũng quan trọng với chúng tôi, châu Âu hãy làm nhiều hơn. Bình luận mới của ông Trump đưa ra sau khi Hạ viện Mỹ thông báo tổ chức bỏ phiếu ngày 20 tháng 4 về loạt dự luật chi tiêu tổng trị giá hơn 100 tỷ đô la Mỹ, trong đó có gói viện trợ quân sự hơn 60 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Gói viện trợ này đã mắc kẹt ở Quốc hội nhiều tháng vì vấp phải phản đối từ phe Cộng hòa. Dù không còn đương nhiệm, ông Trump vẫn có khả năng kiểm soát nhiều thành viên đảng Cộng hòa ở Washington những người chỉ hoãn viện trợ quân sự mới cho Ukraine và muốn ưu tiên cho cuộc xung đột chống nhập cư bất hợp pháp qua biên giới Mexico. Tổng thống Mỹ Joe Biden trong khi đó kêu gọi quốc hội nhanh chóng thông qua dự luật cam kết sẽ ký ban hành ngay lập tức để gửi thông điệp Mỹ luôn đồng hành cùng đồng minh đối tác. Trước đó, cựu tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng ông sẽ không phản đối việc quốc hội Mỹ phê chuẩn thêm viện trợ cho Ukraine miễn là sự hỗ trợ đó được đưa ra dưới hình thức cho vay. Ông cũng nhấn mạnh rằng các đồng minh châu Âu phải có mức hỗ trợ tương tự như Washington dành cho Kiev. Ông Trump là ứng cử viên được cho là của Đảng Cộng Hòa trong cuộc bầu cử Tổng thống năm nay để đối đầu Tổng thống đương nhiệm Joe Biden. Lần đầu tiên ông đưa ra ý tưởng chuyển viện trợ của Ukraine thành các khoản vay là vào tháng 2 năm nay, và ông đã nhiều lần tuyên bố rằng ông sẽ chấm dứt xung đột giữa Kiev và Moscow trong vòng 24 giờ bằng cách buộc cả hai bên ngồi vào bàn đàm phán. Ông nói thêm rằng nếu viện trợ mới của Mỹ dành cho Ukraine được chấp thuận, châu Âu phải tăng cường viện trợ và họ phải cân bằng với Mỹ. Nếu họ không cân bằng, tôi rất khó chịu vì họ bị ảnh hưởng nhiều hơn chúng tôi. Trong khi đó, người phát ngôn điện Kremlin, ông Dmitry Peskov tuyên bố, gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine sẽ không làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Sau khi Chủ tịch Hạ viện Mỹ ấn định lịch bỏ phiếu về các dự luật viện trợ cho Ukraine, Israel và các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Lãnh đạo NATO cho rằng phương Tây cần ưu tiên hỗ trợ gửi thêm hệ thống phòng không cho Ukraine hơn là tăng cường phòng vệ trong nước. Tổng thư ký Jens Stoltenberg của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO phát biểu tại Bruxelles vừa qua rằng một phần trong nỗ lực quan trọng mà chúng tôi đang thực hiện trong Liên minh NATO nhằm đẩy mạnh việc cung cấp các hệ thống phòng không cho Ukraine. Đài RT dẫn lời ông Stoltenberg cho biết, nhưng Ukraine còn cần nhiều hơn thế. Đó là lý do tại sao nếu các đồng minh phải đối mặt với sự lựa chọn giữa việc đáp ứng các mục tiêu năng lực của NATO và cung cấp thêm viện trợ cho Ukraine, thì thông điệp của chúng tôi rất rõ ràng, gửi thêm viện trợ cho Ukraine. Đồng quan điểm với Tổng thư ký NATO, đại diện cấp cao Liên minh châu Âu EU, phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại, Josep Borrell cũng kêu gọi các quốc gia thành viên trong khối chuyển các hệ thống chống tên lửa để tăng cường phòng không cho Ukraine. Phát biểu với báo giới bên lề hội nghị Ngoại trưởng G7, ông Borrell nhấn mạnh Chúng ta có Patriot, chúng ta có hệ thống chống tên lửa, chúng ta phải đưa chúng ra khỏi doanh trại của chúng ta để đề phòng và chuyển tới Ukraine. Trong một động thái liên quan, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov khẳng định gói viện trợ mới của Mỹ cho Ukraine sẽ không làm thay đổi cục diện trên chiến trường. Tuyên bố này được đưa ra sau khi Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson ấn định lịch bỏ phiếu về các dự luật viện trợ cho Ukraine, Israel và các đồng minh ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương phát biểu với báo giới ông peskov đánh giá gói viện trợ nêu trên sẽ không làm thay đổi diễn biến trên chiến trường mà nga cho là đang bất lợi cho phía ukraine tình hình xung đột của ukraine đang rất nguy cấp khi thiếu hụt hệ thống phòng không trầm trọng trước đó ngoại trưởng ukraine kuleba cũng đã kêu gọi đồng minh hành động táo bạo và can đảm để viện trợ vũ khí và đạn dược phòng không cho nước này ông kuleba nói chúng tôi đang rất cần thêm patriot và các hệ thống phòng không hiện đại cùng vũ khí và đạn dược Tôi muốn nhân sự kiện này kêu gọi tất cả các đối tác thực hiện những hành động táo bạo và can đảm. Kiev đang vận động đồng minh viện trợ thêm ít nhất là 25 hệ thống phòng không Patriot, nhưng phương Tây phản ứng không nhiệt tình sau lời kêu gọi. Đức là trường hợp hiếm hoi đã cam kết chuyển thêm một tổ hợp tên lửa Patriot cho Ukraine. Ông Kuleba nói thêm, phòng không Ukraine không chỉ bảo vệ vùng trời Ukraine khỏi những kinh hoàng từ trên không do Nga gieo rắc, chúng tôi còn đang là lá chắn cho các nước láng giềng như moldova rumani và ba lan ngăn chặn mối đe dọa rõ rệt vì tên lửa và máy bay không người lái xâm nhập không phận nga đang gia tăng tập kích vào hạ tầng năng lượng ukraine bằng hỏa lực áp đảo tổng thống vladimir putin lý giải chiến thuật này nhằm đánh gục tổ hợp công nghiệp quốc phòng của ukraine đồng thời là cách đáp trả phù hợp sau những lần ukraine tập kích hạ tầng nhiên liệu của nga tổng thống ukraine volodymyr zelensky đã báo động ukraine có nguy cơ cạn tên lửa phòng không nếu Nga duy trì tốc độ và cường độ tập kích như hiện nay, lãnh đạo Ukraine cho biết kho dự trữ cạn kiệt khiến Kiev phải đưa ra những lựa chọn khó khăn về mục tiêu quan trọng cần bảo vệ. Ngày 18 tháng 4, Văn phòng Công tố Quốc gia Ba Lan cho biết, giới chức nước này thông báo bắt một công dân nước này nghi liên quan âm mưu ám sát Tổng thống Ukraine, Volodymyr Zelensky, nam nghi phạm vừa qua đã bị bắt. Công dân Ba Lan tên Paurelka bị nghi cung cấp thông tin cho tình báo quân đội Nga và giúp đặc nhiệm Nga lên kế hoạch ám sát nhằm vào Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky. Theo các công tố viên, Paurelka đã tìm cách liên lạc với những người Nga tham gia xung đột ở Ukraine và định cung cấp thông tin chi tiết về sân bay Jetsov Zasyonka, Đông Nam Ba Lan cho họ. Sân bay Jetsov Zasyonka nằm gần biên giới với Ukraine là cửa ngõ để cung cấp viện trợ quân sự nhân đạo cho Ukraine ông Zelensky thường quá cảnh tại sân bay này khi công du nước ngoài. Sân bay đang do binh sĩ Mỹ kiểm soát. Nếu bị kết tội, Pavelka có thể đối mặt án tù tối đa 8 năm. Văn phòng công tố quốc gia Ba Lan cho biết, các công tố viên Ukraine đã cung cấp thông tin liên quan cho Ba Lan, giúp Vác Sava thu thập bằng chứng quan trọng. Đây không phải là lần đầu tiên ông Zelensky bị lên kế hoạch ám sát. Trước đó, Cơ quan An ninh Ukraine, SBU, thông báo rằng họ đã bắt giữ một phụ nữ cung cấp thông tin tình báo cho người Nga về vị trí của Tổng thống Volodymyr Zelensky, qua đó phá vỡ một âm mưu ám sát nhà lãnh đạo Ukraine. Theo nhà chức trách Ukraine, nghi phạm là cư dân của thành phố cảng Ochakov thuộc vùng Nikolaev, từng làm nhân viên bán hàng tại một cửa hàng cung cấp hậu cần quân sự. SBU cho biết họ đã bắt quả tang người phụ nữ này khi đang chuyển thông tin tình báo cho phía Nga. Người phụ nữ được cho là đã hỏi về lịch trình và lộ trình của Tổng thống Zelensky trước chuyến thăm của ông tới vùng Nikolaev vào tháng 6 năm 2023. SBU đã phát hiện ra người này và thực hiện các biện pháp an ninh bổ sung để bảo vệ Tổng thống, đồng thời triển khai các đặc vụ để thu thập thêm bằng chứng về nghi phạm cung cấp thông tin cho Nga. Cơ quan an ninh Ukraine cáo buộc người phụ nữ này cũng đã tìm cách xác định vị trí của các hệ thống tác chiến điện tử và kho đạn dược ở khu vực Ochakov để người Nga có thể nhắm mục tiêu vào chúng trong một cuộc không kích lớn. Cô ta bị cáo buộc đã đi khắp quận và chụp ảnh vị trí của các tài sản của lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời bí mật hỏi về chúng trong các tổ chức xã hội ở địa phương. Thông báo của SBU được đưa ra sau khi Politico đăng một bài báo về các kế hoạch dự phòng của Kiev trong trường hợp Tổng thống Zelensky bị ám sát, điều mà tờ báo này cho rằng ông đã nhiều lần tránh được trong gang tấc. Tổng thống Ba Lan, ông Andrzej Duda đã gặp riêng ông Donald Trump tại nhà riêng của ông Trump ở New York dường như để thảo luận về đề xuất các nước NATO chi tối thiểu 3% GDP cho quốc phòng. Tuy nhiên, ông không tiết lộ nội dung cuộc gặp. Chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump cho biết cuộc gặp diễn ra giữa những người bạn tuyệt vời và cựu Tổng thống Mỹ đã thảo luận về những đề xuất của Tổng thống Duda, trong đó có kêu gọi các nước thành viên NATO đặt mức chi tiêu quốc phòng tối thiểu tương đương 3% GDP. Chiến dịch tranh cử của ông Trump cho hay Tổng thống Trump vui mừng nhắc lại chuyến thăm lịch sử đến Ba Lan năm 2017 và ca ngợi người dân ba lan vì nỗ lực bảo vệ chủ quyền cũng như cam kết của họ nhằm bảo vệ an ninh biên giới châu âu trước mọi mối đe dọa tổng thống duda là một trong những lãnh đạo quốc tế thân thiết nhất với donald trump trong nhiệm kỳ tổng thống mỹ trước đó ba lan cũng đã tăng cường mua vũ khí và hợp tác kinh tế để xích lại gần mỹ nhằm đảm bảo duy trì chiếc ô bảo vệ từ đồng minh ngay cả khi ông trump tái đắc cử trong bối cảnh nhiều lãnh đạo châu âu lo lắng cho viễn cảnh phải tự bảo vệ mình trong tình huống bị tấn công và chỉ trích gây gắt các bình luận của ông trump Đối với những quốc gia đang tìm cách ứng phó với kịch bản ông Trump trở lại Nhà Trắng, Ba Lan có thể là một mô hình để học hỏi. Warsaw đã nỗ lực để đảm bảo có sự hiện diện của Mỹ trong hệ thống phòng thủ của nước này dù bất kỳ ai trở thành ông chủ Nhà Trắng. Họ đã chi rất mạnh tay cho các hợp đồng mua vũ khí và công nghệ thương mại của Mỹ. Trong hai năm qua, Ba Lan đã nhất trí mua tới 50 tỷ đô la Mỹ thiết bị quân sự của Mỹ các thỏa thuận mua vũ khí của Ba Lan được ký kết trong năm tài khóa qua đã chiếm một nửa doanh số bán vũ khí cho nước ngoài của Mỹ, khiến nước này trở thành khách hàng mua vũ khí lớn nhất của Washington trong giai đoạn này. Không chỉ mua vũ khí, Ba Lan cũng ký kết nhiều thỏa thuận kinh doanh lớn với các công ty hàng đầu Mỹ, trong đó có nhà sản xuất chip Intel với kế hoạch xây nhà máy chất bán dẫn ở quốc gia Đông Âu này. Thỏa thuận nổi bật nhất là kế hoạch xây nhà máy điện hạt nhân với công ty Westinghouse Electric mà Warsaw đàm phán. Từ khi ông Trump còn là tổng thống, người Ba Lan xem lựa chọn này là quyết định hợp lý để gắn kết lợi ích an ninh của họ với lợi ích kinh tế Mỹ. Đồng thời, các quan chức Ba Lan lo ngại sự suy giảm ủng hộ của Mỹ sẽ khiến sườn đông NATO dễ gặp nguy hiểm và quốc gia của họ có thể là mục tiêu lớn nhất. Tổng thống Duda cũng cho biết ông không lo lắng về kịch bản ông Trump rút Mỹ khỏi NATO hay những bình luận ca ngợi tổng thống Nga Vladimir Putin của cựu tổng thống Mỹ. Ông nói, ông Trump nhìn chính trị qua lăng kính kinh doanh. Tôi nghĩ ông ấy biết rằng sự thống trị của Nga ở châu Âu không đem lại lợi ích cho Mỹ. Thưa quý vị, người dân ở nhiều thành phố miền đông Ukraine đang chuẩn bị cho một kịch bản tồi tệ nhất có thể xảy đến khi lực lượng Nga gia tăng sức ép tiến công tại các khu vực này. Ngồi trong văn phòng tòa soạn, Tổng biên tập Maxim Zabelia, 38 tuổi, quyết tâm xuất bản tờ báo cuối cùng còn hoạt động ở miền đông Ukraine. Ông Zabelia cho biết, xung đột là điều quá quen thuộc với người dân ở thành phố Minorat, còn được biết đến là thành phố Hòa Bình kể từ khi phong trào ly khai bùng phát ở vùng Đô Nhét năm 2014. Nhưng gần đây, khi Nga ngày càng đạt thêm bước tiến trên chiến trường, anh nói chiến tuyến ngày một tiến sát hơn. Minorat liên tục hứng chịu giao tranh, hàng chục tòa nhà và doanh nghiệp bị hư hại nặng vì không kích, nhiều cư dân thiệt mạng dưới mưa bom bão đạn, và thành phố đang chuẩn bị cho khả năng đối mặt nhiều cuộc tấn công hơn nữa. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Swisky nói, tình hình ở mặt trận miền Đông tồi tệ hơn khá nhiều trong những ngày gần đây. Ông nói thêm rằng lực lượng Nga đang tập trung vào khu vực Minorat, cố gắng chọc thủng hàng phòng ngự của chúng tôi bằng cách sử dụng hàng chục xe tăng, thiết giáp. Ông Zabelia cho biết người dân ở đây đã chịu đựng tình cảnh này suốt 10 năm qua và quen với những rủi ro nơi tiền tuyến. Ông nói, chúng tôi đang trải qua giao tranh toàn diện, không còn hy vọng vào ngày mai, nhiều người đã sơ tán và những người khác đang tìm cách vượt qua. Cách Adipka khoảng 30 km về phía tây bắc, Minorat nằm trong tầm ngắm của Nga. Các thành phố tiền tuyến lân cận như Kostiantynivka, Karamatos, Pokrov và Slovian đều hứng chịu những đợt tấn công mạnh mẽ và liên tục của Nga, khiến người dân địa phương không còn lựa chọn nào khác ngoài sơ tán. Ông Suisky nhận định, Nga nhắm mục tiêu chiếm thị trấn Chasovza trước ngày 9 tháng 5, tạo tiền đề cho một trận giao tranh quan trọng nhằm giành kiểm soát vùng biển đông Ukraine. Theo Reuters, nếu thị trấn Chasovza phía tây thành phố Bắc Mút thất thủ vào ngày Nga kỷ niệm chiến thắng phát xít Đức trong thế chiến thứ hai ngày 9 tháng 5, điều đó sẽ cho thấy động lực ngày càng tăng của các lực lượng Moscow trong bối cảnh Ukraine đang phải đối mặt với sự suy giảm viện trợ quân sự của phương Tây. Kênh Military Summary vừa công bố bản đồ cho thấy, khả năng cao là quân đội Nga sắp đột nhập vào tới kênh đào Seversky Donetsk, Donbass và cắt trái sụp ra thành hai phần. Cách đánh của họ khá giống với trận chiến thắng lợi giành Adipka khi cắt đôi thành phố một cách thần tốc, buộc lực lượng Kiev phải rút chạy hoàn toàn. Tuy nhiên, theo kênh Suri Map, việc quân đội Nga đã tới được kênh đào cần chờ thêm thông tin kiểm chứng. Mũi xung kích gần đó nhất của họ vẫn là núi ba. ba trung tâm giao tranh đang diễn ra ở tiểu khu Canan, nơi lực lượng Moscow và tiếp tục chiếm giữ các tòa nhà. Giữa bối cảnh cuộc xung đột ở Ukraine đã bước sang năm thứ ba, Kiev và phương Tây đang đứng trước thời điểm quyết định quan trọng và đối mặt với một câu hỏi căn bản, đó là làm thế nào có thể ngăn chặn các cuộc tiến công xa hơn của Nga và đảo ngược tình thế hiện nay. Sau khi giành được thị trấn Adipka, các lực lượng của Nga đang tiến lên từng đợt trong các khu vực khác dọc tiền tuyến. Aidipka nằm cách thành phố Donetsk do Nga kiểm soát, thành phố lớn nhất của khu vực Donetsk khoảng 20 km. Việc Nga kiểm soát Aidipka là đòn giáng về mặt chiến lược nhằm vào quân đội Ukraine. Ngoài ra, Aidipka là biểu tượng cho sự kháng cự của Ukraine nhiều năm qua, nên sự thất thủ của thành phố này đã ảnh hưởng đến tinh thần của quân đội Ukraine. Aidipka thất thủ đẩy lực lượng Ukraine ra khỏi cửa ngõ Donetsk cũng như mở ra các tuyến đường sắt và đường bộ chính cho lực lượng Nga trong khu vực kiểm soát Adika cũng đưa Nga tiến gần hơn thêm một bước tới mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk, khu vực mà Nga tuyên bố sáp nhập nhưng đến nay chưa kiểm soát hoàn toàn. Theo kênh Military Summary, có một cái bẫy mang tiền Donetsk, những trận chiến khốc liệt đang hoành hành khắp thành phố nơi Ukraine đang thua. Một số thành phố đang trên đà sụp đổ. Sau khi chiếm được, lực lượng vũ trang Nga sẽ mở rộng không gian hoạt động vô cùng thuận lợi và chỉ có con sông Dnieper rộng lớn mới có thể ngăn chặn được lực lượng Nga nhưng không giữ phòng tuyến được lâu. Thực tế cho thấy trừ mặt trận Đông Bắc với trọng điểm Kha tương đối yên ắng trên tất cả các khu vực còn lại, lực lượng Moscow đều phát động tấn công với cường độ vừa phải, tiến chậm nhưng chắc. Điều này buộc lực lượng Kiev vốn đã sứt mẻ đáng kể sau cuộc phản công hè thu năm ngoái, phải căng mình chống đỡ, vá được chỗ nọ thì lại thủng chỗ kia. Trước đó, Bộ Quốc phòng Anh cho biết đội tuần giang Donetsk cùng một lữ đoàn tuần tra đường sông được Nga công bố thành lập nhiều khả năng sẽ đảm nhận nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường thủy trên sông Dnep thuộc tỉnh Kherson cùng các cù lao giữa sông. Theo cơ quan này, đơn vị mới thành lập có thể thuộc nhóm quân Donetsk của Nga, được thành lập trên cơ sở hợp nhất nhóm quân Donetsk cũ và nhóm quân Zaporizhia. Bộ Quốc phòng Anh nhận định Nga dường như muốn ngăn ngừa và chặn các đợt vượt sông của lực lượng Ukraine như chiến dịch lập đầu cầu ở làng Krinky đồng thời cho rằng cả hai bên đều chịu tổn thất nặng trong giao tranh tại đây theo bộ quốc phòng anh đội tuần giang doniap sẽ đảm nhận nhiệm vụ tuần tra trên sông thay cho hạm đội biển đen của nga vốn đã lùi hoạt động về khu vực phía đông biển đen sau loạt vụ tập kích bằng tên lửa và máy bay không người lái cũng như xuồng cảm tử của ukraine tuy nhiên cơ quan này đánh giá đơn vị mới thành lập của nga có thể dễ bị phá hủy trước xuồng cảm tử của ukraine loại vũ khí từng phá hủy nhiều chiến hạm trên biển đen Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết đội tuần giang Donetsk sẽ chống lại các cuộc đột kích qua sông của Ukraine cũng như nỗ lực của họ nhằm duy trì hiện diện hạn chế ở khu vực bờ đông. Chưa rõ quy mô và mức độ trang bị của đơn vị mới, song quân đội Nga có thể sử dụng lực lượng này để hỗ trợ những đợt tấn công vượt sông sang phía bờ Tây nơi Ukraine kiểm soát. Theo ISV, sự xuất hiện của đội tuần giang Donetsk nhiều khả năng sẽ buộc Ukraine phải đưa nhân lực và trang thiết bị vốn đang khan hiếm vào khu vực này để đối phó. Trong báo cáo ngày 18 tháng 4, tình báo Anh lưu ý lực lượng Nga đã di rời phần lớn tàu quân sự của hạm đội Biển Đen từ thành phố Sevastopol thuộc bán đảo Crimea đến Novorossiysk nằm xa hơn về phía đông. Hồi đầu tháng 4, tình báo Anh cho biết một tàu khu trục tên lửa lớp Grigorovich đã tiến hành hoạt động xử lý vũ khí tại cảng Novorossiysk. Những tàu chiến hiện đại của Nga như tàu lớp Grigorovich thường có hệ thống phóng thẳng đứng để phóng tên lửa hành trình nhằm vào các mục tiêu trên biển và trên đất liền. Những tên lửa loại này trước đây thường được đưa lên thuyền ở cảng Sevastopol. Tình báo Anh nhận định sau khi chỉ huy hạm đội Biển Đen bị bãi nhiệm vào tháng 3 năm 2024, hạm đội này đã giảm các hoạt động xuống mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát. Theo tình báo Anh, hạm đội Biển Đen sẽ tiếp tục neo đậu ở Novorossiysk vì đây là cách tốt nhất để tránh các cuộc tấn công của Ukraine từ trên biển. Cơ quan này cho biết cơ sở hạ tầng bảo trì, hậu cần và xử lý vũ khí tại cảng Novorossiysk có thể đã được cải thiện để hỗ trợ việc đóng quân vô thời hạn của các tàu hạm đội Biển Đen của Nga. Hồi tháng 3, các kênh Telegram đưa tin ông Viktor Sokolov, tư lệnh hạm đội Biển Đen bị bãi nhiệm sau khi Ukraine tuyên bố đã phá hủy thêm tàu chiến của Nga nhưng thông tin về người kế nhiệm là ông Sergei Pinchak mới chỉ được công bố hồi đầu tháng 4. Theo đó, ông Sergei Pinchak được bổ nhiệm làm tư lệnh hạm đội Biển Đen. Phía Anh cũng tiết lộ đã phát hiện 4 xà lan đặt tại lối vào cảng Novorossiysk. Họ nhận định chúng được sử dụng để tăng cường năng lực phòng vệ của cảng biển này trước nguy cơ xuồng không người lái USV Ukraine tấn công. Tờ Business Insider của Mỹ đưa tin các hình ảnh vệ tinh chụp hồi cuối tháng 3 bởi công ty Maxar Technologies cho thấy xà lan được kéo đến lối vào cảng Novorossiysk. Các xà lan này cũng xuất hiện trong hình ảnh cách đó không lâu do tình báo Anh chia sẻ. Lực lượng hải quân Nga đã phải lùi bước khỏi một phần biển đen sau khi một số tàu chiến và tàu ngầm của nước này bị phá hủy hoặc gây thiệt hại trong các cuộc tấn công bằng xuồng không người lái tự sát và tên lửa của Ukraine. Lực lượng này được cho là đang xây dựng căn cứ mới cho hạm đội biển đen tại vùng đòi ly khai của Georgia cách Ukraine hơn 600 km. Các nhà phân tích quân sự thuộc Viện Nghiên cứu Chiến tranh ISVK có trụ sở tại Mỹ cho biết, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã yêu cầu hạm đội Biển Đen nghiêm túc tăng cường phòng thủ nhằm đối phó hiệu quả hơn trước các cuộc tấn công của Ukraine. Hiện tại, hạm đội vẫn đang gặp khó khăn trong những nỗ lực này khi liên tiếp phải hứng chịu tổn thất nặng nề. Các cuộc tấn công của Ukraine đã buộc hạm đội Biển Đen phải tái triển khai phần lớn vũ khí trang bị, đặc biệt là các tàu mặt nước, tàu ngầm và các tài sản khác từ căn cứ chính ở Sevastopol đến các căn cứ nhỏ hơn với ít năng lực hơn ở Novorossiysk và những nơi khác. Trung tâm truyền thông chiến lược của quân đội Ukraine, Stratcom báo cáo rằng các cuộc tấn công đã vô hiệu hóa khoảng 33% số tàu chiến của hạm đội Biển Đen tính đến đầu tháng 2, bao gồm 24 tàu mặt nước và một tàu ngầm Kilo. Thưa quý vị, Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine ông Kirill Budanov mới đây cho biết, giới lãnh đạo quân sự nước này có kế hoạch nhằm làm giảm tiềm năng quân sự của Nga, đồng thời cho biết rằng các cuộc tấn công vào lãnh thổ Liên bang Nga có thể sẽ tiếp diễn. Trong cuộc phỏng vấn với The Washington Post, Giám đốc Tình báo Quốc phòng Ukraine Kirill Budanov tuyên bố, chúng tôi đã đưa ra một kế hoạch nhằm giảm thiểu tiềm năng của Nga. Nó bao gồm rất nhiều khía cạnh, như ngành công nghiệp quân sự, các mục tiêu quân sự quan trọng như sân bay, các trạm chỉ huy và kiểm soát của họ. Giám đốc tình báo quốc phòng Ukraine cũng nói rằng sẽ có nhiều cuộc tấn công xuyên biên giới của các tình nguyện viên người Nga ủng hộ Kiev bên trong lãnh thổ Nga với sự hỗ trợ của cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, DIU. Ông cũng nói về nhiều cuộc tấn công bằng máy bay không người lái hơn vào lãnh thổ Nga. Ông Budanov nhấn mạnh rằng mục đích của các cuộc tấn công này là để chứng tỏ rằng Tổng thống Putin không thể bảo vệ người dân khỏi cuộc xung đột đã lan vào lãnh thổ Nga. Ông Budanov lưu ý, khi bạn đang ngồi ở Sankt Petersburg và chỉ xem xung đột trên TV, bạn sẽ luôn ủng hộ. Nhưng mọi người sẽ bắt đầu lo lắng khi một số cơ sở bị tấn công gần nhà họ. Khi được hỏi liệu các cuộc tấn công của Ukraine vào lãnh thổ Nga có tiếp tục hay không, Budanov trả lời, tôi hy vọng sẽ tiếp tục. Vừa qua, Kiev Independent dẫn nguồn tin từ Tổng cục Tình báo Ukraine HUR hôm 18 tháng 4 cho biết, HUR đã sử dụng máy bay không người lái để tấn công nhà máy hàng không Gopunov ở vùng Tatarstan của Nga. Theo các nguồn tin quân sự, nhà máy chuyên sản xuất bệ phóng tên lửa và máy bay chuyên dụng, bao gồm máy bay ném bom Tu-22M3 và Tu-160M. Cơ sở này cách Moscow gần 700 km về phía đông và cách biên giới Ukraine khoảng 1.300 km. Ấn phẩm này lưu ý, Ukraine vẫn đang đánh giá kết quả của cuộc tấn công và chưa có báo cáo về thương vong. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga đưa tin lực lượng Ukraine đã nỗ lực thực hiện một cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu trên lãnh thổ Nga hệ thống phòng không Nga đã bắn hạ một số máy bay không người lái của Ukraine trên lãnh thổ của Cộng hòa Tatarstan. Đây không phải là lần đầu Ukraine sử dụng máy bay không người lái tấn công các mục tiêu quân sự Nga. Trước đó, một số drone được cho là của Ukraine đã tấn công các nhà máy ở hai thành phố Zelabuga và Ninekamsk thuộc Cộng hòa Tatarstan, cách thủ đô Moscow hơn 800 km về phía đông. Đài RBC đưa tin các vụ nổ được nghe thấy từ đặc khu kinh tế Alabuga. Trong khi đó, một số ký túc xá của một trường cao đẳng bách khoa tại Zelabuga bị hư hại, khiến các sinh viên phải sơ tán. Giới chức Tatarstan thông báo không có thiệt hại nghiêm trọng trong vụ tấn công. Tuy nhiên, một số dây chuyển sản xuất của các doanh nghiệp bị gián đoạn. Tại diễn đàn lãnh đạo của trung tâm Boost ở Dallas, Mỹ hôm ngày 18 tháng 4, Giám đốc CIA William Burns cho rằng nếu không có sự hỗ trợ quân sự từ Mỹ, Ukraine sẽ thất bại trước Nga vào cuối năm 2024. Theo ông Burns, Ukraine đang ở thời điểm khó khăn trên chiến trường. Với sự hỗ trợ bổ sung từ Mỹ, các lực lượng kinh ép có thể tự đứng vững trên chiến trường vào năm 2024 và duy trì giao tranh với Nga trong các đợt tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Crimea. Giám đốc CIA nói, nếu có Mỹ sát cánh, Ukraine hoàn toàn có khả năng tự cầm cự trong năm nay và đập tan luận điểm của Tổng thống Putin rằng thời gian đang đứng về phía ông ấy. Phát biểu của ông bơn được đưa ra trong bối cảnh quốc hội Mỹ vẫn tiếp tục chỉ hoãn viện trợ cho Ukraine quan điểm đối lập giữa các nhà lập pháp đã cản trở việc thông qua viện trợ, trong đó hầu hết các hạng nghị sĩ bày tỏ lo ngại về việc tiếp tục tài trợ cho Kiev sẽ không có lợi cho Mỹ. Ông Burr nói, tôi nghĩ có một nguy cơ rất thực tế là Ukraine có thể thua trên chiến trường vào cuối năm 2024, hoặc ít nhất Tổng thống Putin đang nắm đằng chui nếu hai bên quyết định đi đến giải pháp chấm dứt chiến tranh trên bàn đàm phán. Thư kỳ báo chí Lầu Năm Góc, Bad Ryder cho biết Mỹ đang tập trung vào việc cung cấp cho Ukraine sự hỗ trợ mà Kiev cần. Ông Ryder nói, người Ukraine đã thể hiện khả năng phục hồi và lòng dũng cảm dưới bom đạn. Chúng tôi không có lý do gì để nghĩ rằng điều đó sẽ thay đổi, nhưng chúng tôi cũng hiểu tình hình khó khăn hiện nay. Đây không phải lần đầu tiên giám đốc CIA đưa ra cảnh báo về tình hình giao tranh tại Ukraine. Cách đây chỉ một tháng, trong một phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện, ông Bern đã cảnh báo nếu Quốc hội Mỹ không thông qua gói viện trợ mới, Ukraine có thể sẽ mất thế đứng đáng kể vào năm 2024. Trong trường hợp Ukraine không được cấp thêm viện trợ, Nga có thể giành thêm đáng kể lãnh thổ, sau đó đóng băng các chiến tuyến bằng một lệnh ngừng bắn, tương tự những gì đã xảy ra sau khi Moscow sắp nhập bán đảo Crimea năm 2014. Chính Tổng thống Ukraine Zelensky đã từng nhấn mạnh tình trạng thiếu thốn đạn dược sẽ khiến Ukraine phải thu hẹp tiền tuyến và từ bỏ nhiều vị trí đang kiểm soát hiện nay. Ông cảnh báo, nếu phòng tuyến bị chọc thùng, lực lượng Nga có thể tiến thẳng đến các thành phố lớn. Ông Zelensky khẳng định, Kiev đang tận dụng vũ khí và các hệ thống phòng không nội địa nhưng vẫn không thể bù đắp khoảng trống viện trợ. Ông cho hay, chúng tôi dùng máy bay không người lái của chính mình. Không ai nói rằng Ukraine không thể làm điều đó. Nếu thiếu hệ thống phòng không để bảo vệ mạng lưới năng lượng trước những đòn tập kích của Nga, tại sao Ukraine không thể trả đũa tương tự? Chúng tôi sẽ ngừng tấn công khi đối phương chấm dứt hành động như vậy. Vừa qua, trong bài phát biểu thường lệ, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết lực lượng vũ trang Ukraine đã thực hiện cuộc tấn công nhằm vào sân bay Dehankoy thuộc bán đảo Crimea. Ông Zelensky cảm ơn Tổng tham mưu trưởng quân đội Ukraine, Đại tướng Oleksandr Suisky đã tổ chức cuộc tấn công cùng những người tham gia và cho biết thêm đó là một trong những kế hoạch đặc biệt vô cùng quan trọng nhằm phá hủy trang thiết bị, hạ tầng chiến đấu của phía Nga. Tờ Newsweek dẫn thông tin trên kênh Telegram Kremlin Win ở Crimea thường xuyên cung cấp thông tin đáng tin cậy, nói rằng vụ tấn công sân bay Dehankoy đã khiến khoảng 30 binh sĩ Nga thiệt mạng và khoảng 80 người khác bị thương. Theo Riba, một blogger quân sự nổi tiếng của Nga, phía Ukraine đã sử dụng khoảng 10 quả tên lửa chiến thuật tầm xa Atak MS cho hai đợt tấn công căn cứ không quân Nga tại Dehankoy. Trong các đoạn video được các kênh thông tin Nga và Ukraine lan truyền trên mạng xã hội, người ta thấy những tia sáng chói loa cùng tiếng nổ dữ dội và tiếp đó là tiếng còi báo động. Dữ liệu từ hệ thống quản lý tài nguyên thông tin về hỏa hoạn của cơ quan hàng không vũ trụ Mỹ NASA, nơi theo dõi các đám cháy trên khắp thế giới, cho thấy sau đám cháy ở Đê Hàn Côi chỉ sau một đêm. Một số kênh Telegram đưa tin rằng, một loạt vụ nổ bắt đầu ngay trước 4 giờ sáng theo giờ địa phương và cho biết các con đường gần đó đã bị đóng cửa. Liên quan đến cuộc tấn công này, Newsweek đưa tin, chuyên gia quân sự Nga Vladislav Surigin cảnh báo cuộc tấn công của Udena vào một sân bay quân sự ở Crimea nhằm mục đích diễn tập cho cuộc tấn công trong tương lai của nước này vào cầu Crimea, nối Nga với bán đảo Crimea. Theo đó, xuất hiện trong cuộc phỏng vấn với Vladimir Solovyov, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng của Nga, vốn ủng hộ mạnh mẽ kế hoạch quân sự ở Ukraine của Điện Kremlin. Chuyên gia quân sự Surigin nói rằng, cầu Crimea đóng vai trò là tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga ở Ukraine và là tuyến đường bộ duy nhất của Moscow tới Crimea. Bán đảo nằm trên biển đen được Moscow sắp nhập vào năm 2014. Tuy nhiên, chuyên gia quân sự Surigin nhấn mạnh rằng, cuộc tấn công vào sân bay quân sự Côi của Hải quân Nga, nơi được cho là nhà của Trung đoàn trực thăng số 39, thuộc Sư đoàn Hàng không Hỗn hợp số 27 chỉ là mục tiêu thực hành cho cuộc tấn công trong tương lai của Ukraine vào cầu Crimea. Trên thực tế, Ukraine đã tấn công cây cầu đường bộ và đường sắt dài 19 km này của Nga vào tháng 10 năm 2022 và một lần nữa vào tháng 7 năm 2023. Cây cầu này rất quan trọng để duy trì các cuộc tấn công quân sự của Moscow ở miền nam Ukraine và Kiev đã tuyên bố sẽ tấn công công trình này trong tương lai khi nước này tìm cách giành lại bán đảo Crimea. Vị chuyên gia quân sự Nga cũng dự đoán một cuộc tấn công vào cầu Crimea rất có thể sẽ diễn ra vào ngày 7 tháng 5, mặc dù ông không nói rõ lý do tại sao ông nhấn mạnh vào ngày đó. Trước đó vào tháng 11 năm ngoái, Vasyl Maliuk, người đứng đầu cơ quan an ninh Ukraine SBU tiết lộ rằng Kiev có rất nhiều điều bất ngờ đối với cây cầu Crimea và mô tả cây cầu biểu tượng của Nga sẽ bị phá hủy. Theo tờ Prada chia sẻ trên Telegram, ông Vladimir Vladimirov, thống đốc vùng Staropopskrai, cho hay thông điệp khẩn cấp một chiếc máy bay đã bị rơi trên cánh đồng ở quận Krasnova Deiskoe. Theo báo cáo ban đầu, không có thiệt hại hay thương vong và các phi công đã thoát ra ngoài. Ông không cung cấp thêm chi tiết về vụ tai nạn nhưng cho đăng một bức ảnh về chiếc máy bay bị rơi. Thống đốc Staropoy Cry nhấn mạnh tất cả các cơ quan liên quan đã nhanh chóng đến hiện trường. Kênh Telegram Fighter Boomer được cho là của một phi công Nga, đăng video cho thấy chiếc TU-22M3 xoay tròn nhiều vòng, rơi gần như thẳng đứng xuống đất với động cơ bốc cháy. Ảnh hiện trường cho thấy nhiều phần của máy bay cháy rụi nằm trên cánh đồng, khu vực xung quanh dường như không bị ảnh hưởng nhiều do anh tạc cơ không mang theo bom đạn. Ba thành viên phi hành đoàn đã được sơ tán và đội cứu hộ đang tiếp tục tìm kiếm một phi công khác. Máy bay không chở đạn dược và không gây ra sự tàn phá nào trên mặt đất. Một số nguồn tin Ukraine cho rằng máy bay bị bắn hạ, song cơ quan chức năng Nga cho biết kết quả điều tra ban đầu là vụ tai nạn xảy ra do lỗi kỹ thuật. Trong khi đó, tướng Mykola Olechuk, tư lệnh không quân Ukraine, tuyên bố lực lượng phòng không nước này kết hợp với Tổng cục Tình báo Quân đội đã lần đầu tiên hạ một anh tạc cơ Tu-22M3. Tướng Olechuk cho hay chiếc Tu-22M3 này đã phóng tên lửa hành trình Kh-22 vào Ukraine trong đợt tập kích ngày 19 tháng 4. Không quân Ukraine không đưa ra bằng chứng nào chứng minh cho điều này, cũng không nói rõ đã dùng vũ khí gì để bắn hạ máy bay. Liên Xô phát triển anh tạc cơ tu22m từ cuối những năm 1960 biến thể tu-22m3 lần đầu cất cánh năm 1977 và biên chế 6 năm sau đó chủ yếu làm nhiệm vụ tuần tra và nhận lệnh sẵn sàng tấn công các biên đội tàu sân bay Mỹ tu22m3 có phi hành đoàn 4 người tốc độ tối đa gần 2.000 km trần bay 14.000m tầm bay 6.800 km và bán kính chiến đấu 2.500 km máy bay có thể mang theo 3 tên lửa diệt hạm KH-22, KH-32 với tầm bắn 600 km và đầu đạn thông thường nặng 1 tấn, 6 đến 10 tên lửa KH-15 hoặc 4 tên lửa siêu vượt âm KH-47M2 kim dài. Ngoài tên lửa, TU-22M3 có thể theo 69 quả bom FAB-250, 18 bom FAB-500, 8 bom FAB-1500 hoặc các loại thủy lôi khác tùy nhiệm vụ. liên quan đến tình hình xung đột ở Trung Đông. Thưa quý vị, quan chức Iran đã đăng một bức hình ám chỉ việc nước này bị Israel tập kích bằng flycam sau khi Tehran tuyên bố bắn hạ ba drone và không chịu thiệt hại nào. Đây được xem như là động thái chế giễu của quan chức Iran đối với phản ứng của Israel. Ông Hossein Dalirian, người phát ngôn cơ quan không gian Iran, ngày 19 tháng 4 đăng thông điệp trên mạng xã hội X rằng Họ nói chúng ta phóng 500 máy bay không người lái UAV và tên lửa khiến Israel hứng chịu đòn tấn công lớn nhất thế giới bằng UAV. Nhưng họ lại phản ứng bằng 3 chiếc drone cánh quạt và tất cả đều bị bắn hạ. Họ còn nói đã không báo trước cho Mỹ. Ông đăng kèm hình ảnh một chiếc flycam và các ký hiệu mặt cười, hàm ý chế diễu thông tin Iran bị Israel tập kích tên lửa vào dạng sáng. Thông điệp được đăng vài tiếng sau khi truyền thông quốc tế dẫn nguồn tin quan chức giấu tên trong chính phủ Mỹ cho hay Israel đã tiến hành cuộc tập kích tên lửa vào Iran để đáp trả vụ tấn công hôm 14 tháng 4 khi Iran khai hỏa hàng trăm UAV tên lửa vào lãnh thổ Israel. Iran được cho là có hệ thống vũ khí tối tân sẵn sàng tấn công Israel trong mọi trường hợp. Trong cuộc tấn công vào ngày 14 tháng 4, chuẩn đô đốc Daniel Hakari, người phát ngôn lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết hơn 200 tên lửa và máy bay không người lái drone cùng một số tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình đã được khai hỏa từ Iran bay về phía Israel. Cơ quan tình báo quốc gia Mỹ, ODNI, ước tính Iran được trang bị nhiều tên lửa nhất trong khu vực. Hãng thông tấn ISNA của Iran đã công bố hình ảnh tên lửa đạn đạo của Iran, trong đó gồm tên lửa hai tầng Sejin có khả năng bay với tốc độ 17.000 km/h, tầm bay đạt 2.500 km, tên lửa kh 3 với tầm bay 2.000 km, tên lửa Hakasem có tầm bắn 1.400 km, mang theo đầu đạn trọng lượng 50 kg. Sejin là tên lửa đạn đạo tầm trung hai tầng có độ chính xác cao và có thể mang theo 500 kg thuốc nổ. Phía Iran hồi tháng 2 cũng công bố hệ thống phòng không mới với hệ thống tên lửa đạn đạo Aman và hệ thống phòng không tầm thấp Azarax. Thông báo của giới chức Iran được đưa ra trong bối cảnh các chuyên gia Mỹ cảnh báo ngành công nghiệp vũ khí của Tehran đang phát triển một cách chóng mặt, biến nước này thành nhà cung cấp vũ khí mới nổi trên toàn cầu. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Iran, Chuẩn tướng Mohammad Reza Astiani, tiết lộ hệ thống tên lửa Aman có thể đối đầu với 6 mục tiêu cùng một lúc ở khoảng cách từ 120 đến 180 km. Trong khi đó, hệ thống phòng không Azarax có thể xác định và phá hủy mục tiêu ở cự ly 50 km. Về các drone, hãng thông tấn IRNA của Iran ghi nhận một số chiếc drone Sahed-136 bay qua bầu trời Iran dạng sáng 14 tháng 4. Đáng chú ý, Sahed là một chủ đề nhạy cảm trong xung đột Ukraine. Phương Tây không ít lần cáo buộc Iran bán Sahed cho Nga dùng tại Ukraine. Ông Amos Jadlin, một tướng đã nghỉ hưu của Israel, nói với kênh Channel 12 rằng mỗi chiếc drone của Iran được trang bị 20 kg chất nổ. Đài CNN đưa tin, hai quan chức Mỹ không nêu tên tiết lộ hệ thống phòng không của Mỹ ở Trung Đông đã đánh chặn một số drone của Iran nhằm vào Israel vào dạng sáng 14 tháng 4. Tuy nhiên, nguồn tin này không nói rõ các drone bị đánh chặn thuộc loại nào, bị bắn hạ như thế nào và ở đâu. Nhận định về cuộc tấn công của Israel vào Iran sáng 19 tháng 4, Thiếu tướng Mỹ về hưu Mark McCarley cho biết cuộc tấn công có thể nhằm mục đích vừa là một biện pháp trả đũa, vừa là một thông điệp cảnh báo. Trong khi đó, quân đội Israel nói với AFP rằng chúng tôi không có bình luận nào vào lúc này khi được hỏi thông tin về các cuộc tấn công ở Iran và Syria. Văn phòng Thủ tướng Benjamin Netanyahu cũng từ chối xác nhận với tờ Times of Israel rằng Israel chịu trách nhiệm về các vụ nổ ở Isfahan. Theo Thiếu tướng về hưu Mark Makali, Israel phải duy trì cảnh giác trong trường hợp Iran quyết định đáp trả bằng một cuộc phô trường vũ lực khác. Ông Makali cho biết, bằng cách nhắm mục tiêu vào tỉnh Isfahan của Iran, Israel có thể đang cảnh báo rằng nước này có thể dễ dàng áp đảo hệ thống phòng thủ của Iran. Ông Makali cho biết thêm, nội các chiến tranh Israel có thể đã có một quá trình suy nghĩ rất thận trọng trước khi tiến hành cuộc tấn công đáp trả này. Người phát ngôn của Tổ chức Hàng không Dân dụng Iran cho biết, nước này đã dỡ bỏ lệnh tạm dừng các chuyến bay sau khi có báo cáo về vụ nổ gần căn cứ quân sự ở tỉnh Isfahan. Người phát ngôn cho biết, chúng tôi xin thông báo các hạn chế hoạt động áp đặt đối với các sân bay đã được dỡ bỏ và các hãng hàng không được phép thực hiện các chuyến bay theo lịch trình. Theo CNN, các chuyến bay đã được nối lại tại sân bay Merabat và sân bay quốc tế Imam Khomeini, hai sân bay lớn ở thủ đô Tehran của Iran sau khi bị tạm dừng vào ngày 19 tháng 4. Theo hãng truyền hình nhà nước mê, Iran trước đó đã tạm thời đình chỉ tất cả các chuyến bay đến các thành phố Tehran, Isfahan và Shiraz, các sân bay ở phía tây, tây bắc và tây nam. Mặc dù một quan chức Mỹ nói với CNN rằng Israel đã thực hiện một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran nhưng Israel không nhận trách nhiệm về vụ tấn công. Sau cuộc tấn công, truyền thông nhà nước Iran đưa tin rằng tất cả các cơ sở trong khu vực đều được đảm bảo an toàn, bao gồm cả các cơ sở hạt nhân quan trọng. Truyền thông Iran mới đây cũng khẳng định không có tên lửa tấn công nước này và chỉ xác nhận hoạt động của hệ thống phòng không. Truyền hình nhà nước Iran đưa tin có 3 vật thể bay nhỏ không xác định đã bị đánh chặn gần thành phố Isfahan khoảng 4 giờ sáng theo giờ địa phương. Các hệ thống phòng không của Iran đã tiêu diệt những vật thể bay này. Theo thông tin của Lầu Năm Góc, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 18 tháng 4 đã trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Israel Joab Galan về các mối đe dọa trong khu vực và các hành động gây bất ổn của Iran ở Trung Đông. Cuộc điện đàm diễn ra trước khi Israel tiến hành một cuộc tấn công vào lãnh thổ Iran. Thông tin của Lầu Năm Góc không đề cập đến bất kỳ cuộc thảo luận nào về kế hoạch tấn công của Israel. Thông báo cho hay, Bộ trưởng Austin cũng thảo luận về tầm quan trọng của việc tăng cường và duy trì dòng viện trợ nhân đạo cho dân thường ở giải Gaza, bao gồm cả tuyến đường mới từ cảng Ashdod ở Israel. Trong diễn biến có liên quan, một quan chức cấp cao Mỹ tiết lộ, Israel ngày 18 tháng 4 đã báo trước cho Washington biết về việc nước này sẽ trả đũa vụ tấn công của Iran trong vòng 24 đến 48 giờ tiếp theo. Cụ thể, quan chức cấp cao của Mỹ xin giấu tên nói với đài CNN, chúng tôi đã không ủng hộ phản ứng như vậy. Suốt nhiều ngày qua, Tel Aviv đã cân nhắc cách đáp trả Tehran vì vụ tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của quân Iran nhằm vào lãnh thổ Israel. Quân đội Israel tuyên bố đã bắn chặn thành công 99% số vũ khí trên với sự trợ giúp của các lực lượng Mỹ, Anh, Pháp và một số nước Ả Rập trong khu vực. Một quan chức Mỹ khác xác nhận với CNN, Israel vừa xúc tiến một cuộc tập kích trả đũa vào bên trong Iran. Người này cho biết thêm, các vụ tấn công của Israel có giới hạn và sẽ chỉ nhắm vào các địa điểm quân sự của Iran, đồng thời tránh các mục tiêu dân sự và hạt nhân. Động thái xảy ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Iran Hossein Ami Abdullahian cảnh báo nếu Israel thực hiện thêm bất kỳ hành động quân sự nào chống lại đất nước của ông, Tehran sẽ đáp trả ngay lập tức và ở mức tối đa. Truyền thông Iran sáng ngày 19 tháng 4 đưa tin về các vụ nổ gần một căn cứ không quân ở thành phố Isfahan. Hệ thống phòng không sau đó đã được khai hỏa. Các hãng hàng không Emirates và Fly Dubai có trụ sở tại Dubai bắt đầu chuyển hướng bay vòng qua miền Tây Iran vào khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày 19 tháng 4. Iran sau đó tuyên bố ngừng các chuyến bay thương mại ở Tehran và các khu vực miền Tây và miền Trung nước này cũng liên quan đến tình hình gia tăng căng thẳng ở khu vực này, tại Hội đồng Bảo an ngày 18 tháng 4, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres cho biết cuộc tấn công quân sự của Israel ở dài Gaza đã tạo ra địa ngục nhân đạo cho thường dân bị mắc kẹt ở đó, đồng thời kêu gọi Israel cho phép thêm viện trợ vào lãnh thổ. Để ngăn chặn nạn đói tại đây, theo ông, đã tới lúc cần có một bước nhảy vọt về viện trợ nhân đạo cho người Palestine ở Gaza. Ông Guterres nói, thực phẩm là điều cần thiết, nước sạch, vệ sinh và chăm sóc sức khỏe cũng vậy. Người đứng đầu Liên Hợp Quốc cũng ghi nhận các cam kết của Israel trong việc cải thiện tình hình, nhưng nó lại không đủ để ngăn chặn nạn đói. Reuters dẫn nguồn từ truyền thông Iran và các quan chức Tehran cho biết cuộc tấn công tên lửa của Israel nhằm vào lãnh thổ Iran đã không thành công. Các vụ nổ được ghi nhận đều do hệ thống phòng không Iran đánh chặn mục tiêu. Hãng thông tấn Fa News cho biết ba vụ nổ đã được ghi nhận gần căn cứ quân sự Sekari, lân cận thành phố Isfahan. Truyền thông Iran cho biết thêm rằng các cơ sở hạt nhân ở Isfahan vẫn hoàn toàn an toàn sau vụ tấn công. NBC News dẫn nguồn tin nắm rõ tình hình khẳng định một quan chức Mỹ nói Mỹ không liên quan tới cuộc tấn công của Israel vào Iran. Chúng tôi không tán thành vụ đáp trả. Đại sứ quán Mỹ tại Jerusalem hiện đã đưa ra cảnh báo khẩn cấp về an ninh, khuyến cáo các nhân viên và thân nhân gia đình họ hạn chế di chuyển tới Tel Aviv, BC3 và Jerusalem với lý do cần hết sức thận trọng sau các báo cáo cho biết Israel đã tiến hành tấn công trả đua Iran. CNN trước đó đưa tin Israel đã nói với Mỹ rằng phản ứng của nước này sẽ bị giới hạn về phạm vi. Tình báo Mỹ cho rằng Israel đang cân nhắc một cuộc tấn công hẹp và có giới hạn vào bên trong Iran dựa trên quy mô chưa từng có của cuộc tấn công của Iran. Thông tin về vụ nổ ở Iran được đưa ra vài giờ sau khi Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian nói với CNN rằng nếu Israel thực hiện thêm bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran, phản ứng của nước này sẽ là ngay lập tức và ở mức tối đa. Trong khi đó, sau vụ tấn công Đài phát thanh quân đội Israel đưa tin, nhiều quan chức an ninh cao cấp của Israel đã tập trung tại trụ sở ở Tel Aviv. Bình luận trên mạng xã hội X, thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Mỹ Marco Rubio cho hay, Israel có khả năng tấn công các mục tiêu bên trong Iran mà không cần triển khai máy bay bay qua không phận Iraq và Syria để tiến vào Iran. Bài viết của ông Rubio được đăng ngay sau khi có tin Israel tấn công Iran. Theo nghị sĩ Mỹ này, máy bay của Israel có thể tránh bị bắn hạ bên trong không phận Iran bằng cách nã tên lửa từ bên ngoài biên giới Iran. Không có dấu hiệu nào cho thấy ông Rubio được báo trước về cuộc tấn công mới nhất của Israel. Trong nhiều năm, giới lãnh đạo Iran đã tuyên bố họ không có ý định tạo ra vũ khí hạt nhân và việc phát triển năng lượng nguyên tử chỉ nhằm mục đích hòa bình. Chuẩn tướng Ahmad Haqtalab là chỉ huy quân đội an ninh và bảo vệ trung tâm hạt nhân Iran thuộc IRGC. Để đối phó với các mối đe dọa tiềm tàng từ Israel chống lại các cơ sở hạt nhân của Iran, ông cảnh báo bất kỳ hành động gây hấn nào chống lại Iran sẽ dẫn đến phản ứng mạnh mẽ và so sánh nó với chiến dịch Chu lịch sử. Hãng thông tấn Tasnim dẫn lời ông Talab nói về khả năng Israel cố gắng sử dụng mối đe dọa tấn công các trung tâm hạt nhân Iran để gây áp lực với nước này. Nếu điều đó xảy ra, ông Talab cho biết Iran sẽ xem xét lại học thuyết và chính sách hạt nhân của mình với khả năng đi chạch khỏi quan điểm đã công bố trước đó. Phát biểu với hãng tin Tasnim, vị chỉ huy trên khẳng định Iran sẵn sàng đẩy lùi bất kỳ cuộc tấn công nào của Israel vào các cơ sở hạt nhân của mình, vì nước này đã xác định được vị trí của tất cả các cơ sở hạt nhân của Israel và sẵn sàng tấn công chúng bất cứ lúc nào trong trường hợp Tel Aviv gây hấn. Chuẩn tướng Ahmad Talab tuyên bố, ngón tay của chúng tôi đang đặt trên nút bấm để sẵn sàng khai hỏa tiêu diệt các mục tiêu được xác định nhằm đáp trả cuộc tấn công tiềm tàng. Ông Haktalab cũng đưa ra cảnh báo cấp cao nhất và trực tiếp nhất rằng Iran có thể từ bỏ chính sách kiềm chế phát triển bom hạt nhân. Chuẩn tướng Ahmad Haktalab nhấn mạnh, nếu Israel sử dụng mối đe dọa tấn công các trung tâm hạt nhân của chúng ta như một công cụ, thì việc xem xét lại học thuyết và chính sách của Cộng hòa Hồi giáo Iran là điều có thể xảy ra và có thể nghĩ đến. Các cơ sở hạt nhân quan trọng nhất của Iran, đặc biệt là cơ sở Natan ở trung tâm thành phố Isfahan, đã hứng chịu nhiều cuộc tấn công phá hoại nghiêm trọng được cho là do Israel thực hiện trong một thập kỷ qua. Một số nhà khoa học hạt nhân Iran bị ám sát. Tuy nhiên, Israel chưa bao giờ tấn công trực tiếp vào đất Iran, chưa nói đến các cơ sở hạt nhân của nước này. Iran đang làm giàu uranium lên mức 60% và có khả năng làm giàu lên 90% để có thể chế tạo quả bom nguyên tử. Nước này cũng sở hữu đủ vật liệu phân hạch để chế tạo một số quả bom. Tuy nhiên, theo cơ quan năng lượng nguyên tử quốc tế IAEA và đánh giá của tình báo Mỹ, Iran vẫn chưa bắt đầu các bước cần thiết để thực sự chế tạo bom hạt nhân. Hãng thông tấn Fars của Iran đưa tin đã xuất hiện nhiều tiếng nổ lớn tại một sân bay ở thành phố Isfahan, miền trung Iran. Một quan chức cấp cao, cao Mỹ sau đó nói với ABC News rằng Israel đã tấn công tên lửa vào Iran để trả đũa vụ tập kích. Hình ảnh được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy tên lửa phòng không đánh chặn đòn tập kích trên bầu trời thành phố Isfahan, nơi có một trong những cơ sở hạt nhân của Iran, cùng nhiều khu vực khác. Truyền thông nhà nước Iran cho hay, nước này đã đình chỉ chuyến bay qua các thành phố Isfahan, Shiraz và thủ đô Tehran. CNN cho biết một số chuyến bay đã phải chuyển hướng khỏi không phận Iran. Phát biểu tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ngày 18 tháng 4, Iran tuyên bố Israel phải dừng bất kỳ hành động phiêu lưu quân sự nào chống lại lợi ích của chúng tôi. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc cảnh báo Trung Đông đang trong thời điểm nguy hiểm tột độ trước đó một chuyên gia tình báo quốc phòng là cựu đại tá quân đội mỹ và từng điều hành một bộ phận tình báo quân sự của nato ở vùng ban căng nhận định các cơ sở hạt nhân của iran cũng là những mục tiêu đáng quan tâm vì phá hỏng hoặc phá hủy chúng sẽ giáng một đòn tâm lý lớn vào tehran đồng thời gây thiệt hại nghiêm trọng và làm trì hoãn chương trình hạt nhân của iran tuy nhiên theo ông nếu tel aviv tấn công vào cơ sở hạt nhân của iran thì tehran cũng có thể tấn công các cơ sở hạt nhân của israel với địa lý giữa Iran và Israel, nếu muốn oanh tạc thì Tel Aviv phải triển khai chiến đấu cơ và máy bay tiếp liệu trên không để bay qua các quốc gia trung lập, Jordani hoặc Ả Rập Xê Út, hoặc các đồng minh Iran, Syria và Iraq. Cách thức này ẩn chứa rủi ro cao về việc máy bay bị bắn hạ và phi công bị bắt giữ. Ông kết luận, Israel sẽ trả đũa, trong đó các cơ sở của IRGC và các cơ sở sản xuất tên lửa đạn đạo của Iran là những mục tiêu có khả năng bị tấn công và khả năng cao là Israel dùng tên lửa đạn đạo và giải pháp sử dụng máy bay không người lái vẫn là một chọn lựa. Hãng Bloomberg hôm 18 tháng 4 đưa tin tàu b sát của Iran rời vị trí gần bờ biển Yemen vào ngày 4 tháng 4 và ngừng phát tín hiệu nhận diện rồi tái xuất hiện vào ngày 18 tháng 4 tại eo biển Hormu với lộ trình có thể cập cảng Bandar Abbas của Iran. Trong khi đó, theo trang tin chuyên về vận tải hàng hải toàn cầu, Chesswings tàu Besat đã phát tín hiệu nhận diện hải trình và tốc độ AIS trở lại vào hôm ngày 16 tháng 4 trong lãnh hải Iran, khoảng 12 ngày sau khi ngắt kết nối bộ phát khi đang di chuyển ở Vịnh Aden. Tàu Besat vốn được đăng ký là tàu hàng của một công ty Iran trong danh sách cấm vận của Mỹ. Giới chức Iran từng mô tả đây là tàu hậu cần và thông tin để hỗ trợ tàu hàng nước này. Giới quan sát và quan chức tình báo Mỹ, những tháng qua đã có nhiều lần cáo buộc tàu Besat đóng vào năm 1999 với lượng giãn nước hơn 23.000 tấn, thực chất là căn cứ trinh sát và chỉ huy tiền phương của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Tàu bị cáo buộc thu thập thông tin phương tiện di chuyển qua khu vực và gửi về lực lượng hầu thi tại Yemen để xác định mục tiêu. Bê sát có bề ngoài trông giống như một tàu chở hàng khô. Tàu này đã di chuyển đến Vịnh Aden hồi tháng 1 năm nay sau nhiều năm ở Biển Đỏ, đúng vào thời điểm các cuộc tấn công vào tàu thuyền ngoài khơi Yemen gia tăng. Kể từ đó, tàu này di chuyển theo một lộ trình khác thường, chậm chạp và quanh co xung quanh vùng biển gần lối vào Biển Đỏ. Các chuyên gia cũng ghi nhận số cuộc tấn công của Houthi giảm đi trong tháng trước, cũng là khoảng thời gian mà tàu Besat dường như không hoạt động. Ông John Gahagan, chủ tịch công ty chuyên về rủi ro hàng hải Setna Global, nhận định nếu là một tàu chở hàng thì hành vi của tàu Besat được đăng ký ở Iran và treo cơ Iran là cực kỳ bất thường. Ông nói về các hoạt động của tàu này và mối liên hệ của nó với các cuộc tấn công của Houthi. Nhiều câu hỏi lớn được đặt ra về vai trò của con tàu này trong cuộc khủng hoảng hiện tại nếu tàu này không cung cấp cho Houthi thông tin tình báo về hoạt động của tàu thuyền, thì tàu này đang làm gì? Vào thời điểm tàu Chu Confidence bị tấn công, tàu bê sát cách đó 43 hải lý. Cuộc tấn công này diễn ra tiếp nối 6 cuộc tấn công khác ở Vịnh Aden hoặc ở lối vào biển đỏ chỉ trong 15 ngày. Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Grant Sáp nhấn mạnh mối lo ngại về việc tàu thuyền Iran lảng vàng ngoài khơi Yemen. Ông nói, cả thế giới cần tiếp tục gây sức ép lên Iran để chấm dứt hành vi này giới chức Mỹ cáo buộc Iran cung cấp thông tin tình báo chiến thuật cho Houthi để hỗ trợ các cuộc tấn công vào tàu thuyền. Trong khi đó, các quan chức Iran ca ngợi các cuộc tấn công của Houthi, nhưng bác bỏ cáo buộc của Mỹ sau khi Washington cho rằng Tehran đã tham gia lên kế hoạch hoặc cung cấp vũ khí cho Houthi. Ông Ami Ali Hajizadeh, chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ thuộc lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC nói rằng, Chúng tôi tấn công Israel bằng vũ khí lỗi thời và phương tiện tối giản. Chúng tôi không triển khai các tên lửa như Khoramsa, Sheji, Shahi Hakasem, Khebasekan hay Fata 2. Chúng tôi chỉ dùng nỗ lực tối thiểu nhưng đã buộc Israel và phương Tây phải sử dụng tối đa vũ khí. Hãng Sputnik dẫn lời chuyên gia Liban về an ninh quốc gia, ông Ali Hami nói, ông có thông tin Iran đã phóng tên lửa siêu vượt âm Fata 2 trong vụ tấn công Israel ngày 14 tháng 4. UAV cảm tử Shahed cũng xuất hiện trong đợt tập kích. Trong khi đó, tờ Washington Post hôm 17 tháng 4 cho biết, quân đội Iran có sử dụng tên lửa đạn đạo tầm trung kh 3 Can. Ông Johnny Janiak, nhà nghiên cứu từ Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế Anh nói rằng, về cơ bản Iran đã phóng mọi thứ có thể bắn tới lãnh thổ Israel, các chuyên gia cho biết. Tên lửa Shahed-1 và Shahab-3 không xuất hiện trong cuộc tấn công là điều dễ hiểu khi Shahab-3 đã quá lỗi thời, trong khi tên lửa Shahed-1 được cho là rất đắt đỏ. Cuộc tấn công trực tiếp của Iran vào Israel trước đó đã chứng tỏ sức mạnh quân sự của Tehran và những tiến bộ của chương trình vũ khí nội địa, đồng thời cũng tiết lộ những hạn chế trong kho vũ khí của Iran. Kho vũ khí tên lửa đạn đạo của Iran lớn hơn bất kỳ quốc gia nào ở Trung Đông và gần như hoàn toàn sản xuất nội địa. Trong những năm gần đây, Iran đã chứng tỏ khả năng nâng cấp một số hệ thống, cải thiện tầm bắn và độ chính xác của chúng. Người phát ngôn của lực lượng vũ trang Iran Abofa Sarkachi cho biết, các loại đạn được sử dụng trong các cuộc tấn công chống lại Israel chỉ chiếm một phần nhỏ sức mạnh quân sự của nước này. Nhưng cuộc tấn công vào Israel cho thấy nhiều tên lửa của Iran có chất lượng thấp. Quân đội Israel cho biết 99% tên lửa và máy bay không người lái do Iran phóng đã bị chặn hoặc không phóng được ông benamben talelu thành viên cấp cao của tổ chức bảo vệ các nền dân chủ cho biết chúng tôi thấy rằng độ chính xác của chúng vẫn đang trong quá trình hoàn thiện chỉ riêng những vũ khí này sẽ không giúp iran giành chiến thắng trong cuộc xung đột máy bay không người lái được iran sử dụng trong các đợt tấn công đầu tiên rẻ hiệu quả và dễ sản xuất uav iran được sử dụng trong các cuộc tấn công trên khắp trung đông trong nhiều năm iran cũng đã cung cấp uav cho nga trong cuộc tấn công vào israel máy bay không người lái được triển khai để choáng ngợp hệ thống phòng không đối phương và cho phép các loại đạn dược tiên tiến hơn lọt qua lực lượng phòng vệ israel idf cho biết tất cả uav của iran đã bị bắn hạ trước khi bay vào không phận israel ali hami một nhà phân tích quân sự người liban cho biết iran có lẽ đã thu được những bài học quan trọng về hệ thống phòng không của israel ông hami nói đó có thể là một cuộc tấn công thử nghiệm và người iran đã đạt được điều họ muốn vượt qua hệ thống phòng không của đối phương không phải chỉ là chiến thắng mang tính biểu tượng mà là chiến thắng thực sự một quả tên lửa lọt qua hệ thống phòng không đã đánh trúng căn cứ không quân của israel trên sa mạc negev trong khi đó israel mô tả thiệt hại là rất nhỏ bên cạnh đó một số quan chức iran cho rằng nước này vẫn chưa sử dụng đến những vũ khí nguy hiểm nhất Ông Abofa Amoui, người phát ngôn về an ninh quốc gia của Quốc hội Iran cho biết trong một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình Mayadin của Liban, chúng tôi sẵn sàng sử dụng những vũ khí mà chúng tôi chưa từng sử dụng trước đây. Chúng tôi có kế hoạch cho mọi tình huống. Tuy nhiên, các nhà phân tích nói rằng rất khó để một loại đạn dược cụ thể nào có thể thay đổi cuộc chơi. Thay vào đó, nhiều khả năng Iran sẽ sử dụng các loại vũ khí tương tự trong một cuộc tấn công trong tương lai, nhưng theo một cách khác đưa ra ít cảnh báo hơn hoặc tung ra đòn tấn công phối hợp với các nhóm chiến binh đồng minh trong khu vực. Thưa quý vị, ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ông Hakan Fidan cho biết Hamas đã tuyên bố sẵn sàng giải tán cánh vũ trang và tiếp tục là đảng chính trị sau khi công nhận nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967. Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ ông Hakan Fidan cho biết Hamas sẵn sàng giải tán cánh vũ trang và tiếp tục là đảng chính trị sau khi công nhận nhà nước Palestine độc lập dựa trên đường biên giới năm 1967, trang tin Middle East Eye cũng đã đăng tải một đoạn video lên mạng xã hội, trong đó ông Fidan tuyên bố, tại các cuộc gặp đại diện Hamas trong nhiều năm, phong trào này khẳng định sẽ chấp nhận nhà nước Palestine dựa trên đường biên giới năm 1967. Ông cũng nhắc lại phát biểu của phía Hamas cho rằng, với việc thành lập nhà nước Palestine, Hamas trên tư cách là một phong trào kháng chiến có vũ trang sẽ không có lý do gì để tồn tại và sẽ chỉ tiếp tục hoạt động với danh nghĩa là đảng chính trị. Thông tin trên được đưa ra trong bối cảnh Palestine đang thúc đẩy các nỗ lực nhằm kêu gọi Liên Hợp Quốc công nhận tư cách thành viên đầy đủ của nước này. Tuy nhiên, cuộc bỏ phiếu của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào dạng sáng nay theo giờ Việt Nam đã không thể thông qua nghị quyết công nhận tư cách thành viên của Palestine do vấp phải phản đối của Mỹ, đồng minh thân cận của Israel. Thủ lĩnh của Hamas, Ismail Haniyeh, sẽ có chuyến thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào cuối tuần này và hội kiến tổng thống nước chủ nhà Recep Tayyip Erdogan tại cung điện base ở thành phố Istanbul trong ngày 20 tháng 4. Cuối tháng 10 năm ngoái, tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã có phát biểu đáng chú ý về Hamas. Ông Erdogan đã khẳng định Hamas không phải tổ chức khủng bố mà là một nhóm giải phóng chiến đấu để bảo vệ đất đai và người dân Palestine. Ông Erdogan cũng đã nhiều lần kêu gọi Israel và Hamas ngừng bắn ngay lập tức, đồng thời các nước hồi giáo phải cùng nhau hành động để đảm bảo hòa bình lâu dài trong khu vực. Ông cũng cho biết Ankara sẵn sàng đảm nhận vai trò bảo lãnh nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hamas. Với nỗ lực của nhà trung gian hòa giải từ Ai Cập, Qatar và Mỹ, vòng đàm phán mới giữa Hamas và Israel đã được nối lại trước đó tại Cairo. Tuy nhiên cho đến nay, cuộc đàm phán này chưa ghi nhận bước đột phá nào trong kế hoạch do các nhà hòa giải đưa ra nhằm đạt được một lệnh ngừng bắn mới và thỏa thuận thả con tin. Thủ tướng kiêm ngoại trưởng Qatar, CX Mohammed bin Abdurrahman Anthony đã nhận định các cuộc đàm phán về lệnh ngừng bắn tại giải Gaza và thỏa thuận thả các con tin đang bị đình trệ và ở giai đoạn nhạy cảm. Đến nay, Hamas vẫn giữ nguyên các yêu cầu về thỏa thuận cho cuộc xung đột với Israel là phải có lệnh ngừng bắn vĩnh viễn, quân đội Israel rút khỏi toàn bộ giải Gaza, đưa những người di tản về lại nơi cư trú của họ, tăng cường các hoạt động cứu trợ và bắt đầu công cuộc tái thiết. Ngược lại, Israel muốn đảm bảo toàn bộ con tin được trả tự do và tuyên bố sẽ không ngừng chiến đấu cho đến khi lực lượng quân sự Hamas bị loại bỏ. Việc Hezbollah tấn công Israel mới đây được cho là màn trả đũa trực tiếp dành cho việc Israel không kích vào miền nam Liban. Trong thông báo đưa ra ngày 17 tháng 4, phía Hezbollah cho biết đã tập kích cơ sở quân sự tại làng Al-Aramse ở miền bắc Israel. Israel cho hay vụ việc làm nhiều binh sĩ bị thương đồng thời xác định Hezbollah đã sử dụng tên lửa chống tăng và uav trong cuộc tấn công phía Hezbollah tuyên bố vụ tấn công trên nhằm đáp trả việc Israel bắn hỏa lực vào các mục tiêu ở miền nam Liban khiến ông Ismail Bas một chỉ huy Hezbollah đã bị sát hại tại thị trấn Ain Eben ông Bas được cho là người đứng sau các vụ tấn công bằng tên lửa và đạn chống tăng vào Israel theo thông tin từ cơ quan an ninh Liban Israel còn tấn công hai phương tiện tại thị trấn Chehabije, cũng ở miền Nam. Video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy UAV lao xuống làng và phát nổ, coi báo động không kích hoạt trước vụ tập kích. Israel sau đó được cho là đã tiếp tục không kích tấn công hai thành viên Hezbollah là Mohammed Sehori, chỉ huy đơn vị rocket và tên lửa thuộc lực lượng đặc nhiệm Radwan và Mahmoud Ibrahim Faden Ala. Tuyên bố của Hezbollah không xác nhận chức vụ của những thành viên thiệt mạng trong đòn tấn công từ Israel. Giao tranh xuyên biên giới giữa Hezbollah và quân đội Israel diễn ra gần như hàng ngày từ khi xung đột tại giải Gaza bùng phát tháng 10 năm 2023. Hezbollah tuyên bố đang hành động để ủng hộ Hamas và người dân ở Gaza. Hezbollah là một tổ chức Hồi giáo hùng mạnh ở Liban và được biết nằm trong số các nhóm do Iran bảo trợ tại Trung Đông. Tính từ năm 2006 tới nay, đây là giai đoạn đối đầu nhất giữa hai bên. Nguy cơ xung đột Hezbollah, Israel bùng nổ trở nên lớn hơn sau vụ Israel tấn công khu vực tòa nhà ngoại giao Iran ở Syria dẫn tới việc Iran lần đầu tiên khai hỏa trực tiếp với hàng trăm drone và tên lửa nhắm vào đất Israel. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!